Thanh niên này đang ở trong một phòng thí nghiệm, vô tình bị một con nhện đột biến tấn công. Cơ thể anh bắt đầu xảy ra các phản ứng, các gen trong cơ thể bắt đầu thay đổi cấu trúc. Sau khi tỉnh dậy, anh đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Tốc độ phản xạ tăng lên 1000 lần. Bàn tay mọc đầy gai nhọn có độ bám dính ngang keo con voi. Tính tình anh trở lên bạo lực hơn, sẵn sàng chiến bất kể kẻ nào thích gây thù với mình. Vậy chuyện gì đã xảy ra với anh? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Peter đang trong một phòng thí nghiệm thì bị một con nhện cắn vào cổ. Ngay sau đó chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Peter liền bị ngất xỉu trên đường. Một tên say rượu đi ngang qua thấy vậy liền đặt chai rượu trên trán Peter. Lúc này một giọt rượu rơi xuống, khiến Peter đột nhiên tỉnh lại, rồi leo lên nóc xe. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, sao anh ta có thể leo lên nóc xe được? Thực ra chính Peter cũng không hiểu nổi mình. Anh muốn trấn an cô gái bên cạnh mình, nhưng vừa chạm vào áo cô gái, liền bị dính chặt, làm thế nào cũng không buông ra được. Một hành khách đi đến thấy vậy yêu cầu anh buông tay khỏi cô gái, hắn đẩy mạnh Peter ra. Peter ngại ngùng vô cùng bám tay vào thanh sắt, nhưng cũng bị thanh sắt dính chặt lại. Nhờ phản ứng thần tốc, né cú đấm và phản công lại, đến thanh sắt cũng bị nhổ khỏi tàu. Peter bắt đầu nghi ngờ sức mạnh đôi tay mình, sao tự dưng lại như vậy cơ chứ. Về tới nhà, bụng anh đói réo cả lên, nhưng vẫn ra tay hạ gục con ruồi chỉ trong tích tắc, rồi nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. Đây là con ruồi mà Peter? Dạ vâng, cháu biết mà. Anh mở tủ lạnh ra, tìm kiếm tất cả đồ ăn còn sót lại, ăn hết thứ này đến thứ khác. Hai bác thấy vậy tỏ ra hoang mang, không hiểu Peter bị trúng tà gì không nữa. Ngày hôm sau, cơ thể anh cũng trở nên khác lạ, chạm vào đồng hồ báo thức thì khiến nó vỡ tan, chạm vào kem đánh răng thì bắn ra tung tóe, vòi nước cũng chảy xối xả không kiểm soát, khóa cửa cũng bị anh làm hỏng. Từ đó trở đi, Peter bỗng trở nên nhạy cảm khác thường. Âm thanh con nhện bò trên tường, anh cũng nghe rõ mồn một. Tiếng gió thổi qua cửa sổ cũng làm anh giật mình, có gì đó sai sai ở đây. Anh soi gương mới phát hiện ra trên cổ mình có sợi tơ nhện. Peter kéo sợi tơ ra, một con nhện đang nhả tơ xung quanh miệng vết thương. Thì ra những chuyện kỳ lạ gần đây đều bắt nguồn từ nó. Peter nhanh chóng lên mạng tìm hiểu mới biết những người không may bị nhện cắn đều phải nhập viện điều trị. Anh bắt đầu suy nghĩ và hiểu ra rằng sau khi bị nhện cắn mới có được sức mạnh siêu đẳng như vậy. Ở trường thấy tên bá đạo đang bắt nạt người khác, lần này anh không chịu nhường như mọi khi nữa, nhanh tay cướp lấy quả bóng rổ chơi lại tên bá đạo kia. Mọi người đều ngơ người ra vì mới hôm qua còn bị tên bá đạo chơi cho một vố, khiến anh mất mặt trước nhiều người. Thế là hôm nay có cơ hội trả thù rồi. Không ai biết là Peter bây giờ sở hữu siêu năng lực, ôm quả bóng rổ lao lên phía trước, trong tích tắc ném trúng quả bóng vào rổ, ngầu đét cứ tan học. Anh lại đến bãi trượt băng một mình luyện tập, nhìn thấy con nhện nhà tơ, anh lao tới đu dây xích chơi đùa cùng nó, luyện tập hăng say quên cả việc tan làm phải đón bác gái. Thế là bị bác trai mắng cho một trận. Lời nói của bác trai đã vô tình chạm vào nỗi đau của Peter. Cháu rất giống bố cháu ngày trước. Vậy giờ bố cháu ở đâu ạ? Thì ra bố Peter mất sớm, vì thế anh phải sống với hai bác ngay từ khi còn nhỏ. Giờ đây anh đã là cậu học sinh cấp 3 rồi. Cái chết của bố vẫn là nỗi đau trong lòng anh, nên khi nhắc tới ông ấy khiến Peter rất buồn. Trong lúc tức giận đã bỏ đi khỏi nhà. Đến cửa hàng tiện lợi, anh muốn mua một hộp sữa tươi nhưng lại không đủ tiền, nên bị ông bán hàng sỉ nhục. Bố cháu không cho nổi đủ tiền mua hộp sữa à? Lại một lần nữa chạm vào lòng tự ái của Peter. Trong lúc chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy một người đàn ông cướp tiền của ông chủ cửa hàng. Thế rồi ông chủ hét lên nhờ anh giúp đỡ. Peter nghĩ đây cũng đâu phải chuyện của mình, nhưng thật không ngờ là trong lúc tháo chạy, hắn ta va vào một người đàn ông lớn tuổi. Tiếng súng nổ, Peter hoảng loạn chạy đến. Ông trời ơi, anh phát hiện ra người đàn ông nằm trên đất. Lúc này lại là bác trai mình. Peter hối hận vô cùng, tại sao lúc đó lại thờ ơ không ra tay giúp ông bán hàng kia. Nỗi đau nối tiếp, anh lại mất đi một người thân nữa. Anh ngồi trong góc tường nghe lại lời bác trai căn dặn trước khi mất, nước mắt tuôn rơi. Nhìn bức ảnh tên tội phạm, anh càng không cầm được nước mắt, thề với lòng mình nhất định sẽ báo thù cho bác. Tên này có một đặc điểm nhận diện là tay trái có xăm hình ngôi sao. Từ đó trở đi, tối nào Peter cũng đứng nấp ở đầu ngõ chờ hung thủ xuất hiện. Anh đeo mặt nạ để che giấu thân phận của mình, chỉnh sửa lại chiếc đồng hồ đeo tay, tận dụng sức mạnh của sợi tơ nhện. Peter đến tầng thượng tòa chung cư cao vài trăm mét, luyện tập hăng say, vạch kế hoạch báo thù, nhào lộn trên không. Sau đó dùng sợi tơ nhện làm dây xích và hạ cánh an toàn, luyện tập thành công. Cứ như thế Peter ngày càng bắt được nhiều kẻ xấu, từ tên lưu manh đến bọn trộm cướp. Thế nhưng lại không tìm được hung thủ giết chết bác trai mình. Đồn cảnh sát ngày nào cũng bắt giam rất nhiều tội phạm. Người dân thành phố gọi Peter là anh hùng. Cảnh sát cũng nhìn ra tài năng của Peter. Để che giấu thân phận, Peter nghĩ phải chế tạo trang phục đặc chiến. Và thế là anh dùng chất vải thun tự mình may trang phục và lắp đặt các chức năng phục vụ chiến đấu. Cuối cùng người nhện đã ra đời. Lúc tối có tên trộm xe chuyên nghiệp, hắn ngang nhiên mở cửa xe chuẩn bị thực hiện mưu đồ.
thì bị người nhện phát hiện ra. Lần sau nếu mày muốn trộm xe thì đừng ăn mặc như tên trộm như thế chứ. Tên trộm hốt hoảng vội vàng tháo chạy, nhưng hắn vừa mới xuống xe thì người nhện cũng biến mất. Người nhện nhả ra hai sợi tơ ép chặt tên trộm vào tường, chơi đùa với hắn ta một lúc lâu. Thả ta ra, người nhện lao về phía tên trộm giữ chặt tay hắn nhưng không hề phát hiện ra hình xăm ngôi sao. Lúc này cảnh sát cũng ập tới, rút súng ra chĩa súng vào người nhện, giơ tay lên thấy mình sắp bị rơi vào vòng vây. Người nhện bỏ chạy, dùng sợi tơ làm dây xích nhanh chóng thoát khỏi đây. Ngày hôm sau, người nhện Peter tìm đến nhà bạn gái, đột nhập vào nhà qua cửa sổ. Đúng lúc đó bố của cô gái bước vào, không ngờ bố cô gái lại là cảnh sát. Trong bữa ăn nhắc tới chủ đề người nhện, con trai nhỏ vô cùng thích thú, còn khen người nhện Peter là siêu anh hùng. Tuy nhiên ông bố cảnh sát lại cho rằng người nhện là tội phạm giả danh chính nghĩa. Peter nghe vậy không hài lòng chút nào, liền phản bác, khiến ông bố tức giận, liên tiếp buông lời khó nghe trước mặt Peter, cho rằng vụ này liên quan đến tư thù cá nhân và người nhện đang quấy rối cuộc sống của người dân. Lúc này Peter mới nhận ra hành động của mình không được công tư phân minh. Anh đến tầng thượng định nói sự thật với bạn gái quen nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Quen thấy thái độ của Peter thì không thể kiên nhẫn hơn, liền bỏ về. Anh là chính người nhện sao? Em đừng nói gì cả. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng chuông báo từ đâu bỗng vang lên. Lực lượng cảnh sát trong thành phố đã được điều động để thi hành nhiệm vụ. Peter nhìn thấy xe cảnh sát dưới lầu, anh liền nhảy từ trên tầng thượng xuống và đến một cây cầu, nhìn thấy con thằn lằn khổng lồ đang ra sức phá hoại, người dân bỏ chạy toán loạn. Peter biết đã đến lúc mình phải ra tay cứu người. Một chiếc xe sắp rơi xuống cầu, người nhện đã kịp thời ra tay cứu giúp. Anh dùng tơ nhện giữ chiếc xe lại. Đại ác nhân thằn lằn tìm cách tháo chạy, người nhện đang định đuổi theo lại bị tiếng kêu cứu cản lại. Cứu con trai tôi với, nó bị mắc kẹt trong xe rồi. Người nhện đập tan cửa kính muốn cứu đứa bé ra, nhưng đứa bé thấy người nhện thì sợ hãi la hét không còn cách nào. Peter chỉ đành lột mặt nạ ra, đừng sợ, anh chỉ là người bình thường thôi. Sau đó Peter ném mặt nạ về phía đứa bé và từ từ chui vào xe thắt dây an toàn cho đứa trẻ. Lúc này chiếc xe gặp trục trặc rồi phát nổ, trong tích tắc đã chìm trong biển lửa. Peter cố giữ lấy chiếc xe và tìm cách trấn an đứa bé, nhưng đứa bé vẫn hốt hoảng không dám ra ngoài. Ra đây với anh, em làm được mà, chiếc mặt nạ sẽ tiếp sức mạnh cho em. Đứa bé đội mặt nạ lên bỗng có thêm dũng khí, từ từ chui ra khỏi xe. Nhưng đột nhiên tình huống quá nguy hiểm, nhưng đã cứu được cậu bé ra ngoài. Ông bố ôm chặt con trai vào lòng, cũng không quên hỏi danh tính người nhện. Tôi chính là người nhện. Sau đó anh ngồi trong góc lặng ngắm nhìn chiếc mặt nạ. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, sứ mệnh cao cả của bản thân, siêu năng lực đồng nghĩa với trách nhiệm trên vai. Lúc này Peter biến thành người nhện. Việc nên làm lúc này không phải là trả thù, mà là tìm ra tung tích đại ác nhân thằn lằn, bảo vệ cuộc sống của người dân. Hôm sau Peter đến đồn cảnh sát, ám chỉ sự tồn tại của thằn lằn tinh. Nhưng cảnh sát trưởng không tin, Peter đành phải lặng lẽ thu thập chứng cứ. Nhưng phải tìm ở đâu? Peter liền nghĩ ra manh mối, anh tìm đến đập nước gần đó, dùng tơ nhện để thu hút thằn lằn xuất hiện. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng động, bốn phương tám hướng các sợi tơ đều lay động. Peter bắt đầu lo lắng, chỉ khi nhìn thấy một chú thằn lằn con xuất hiện, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên đại ác nhân thằn lằn xuất hiện từ đằng sau, Peter bị hắn khống chế, bộ móng vuốt sắc nhọn của hắn không ngừng cào lên lồng ngực anh. Người nhện Peter bị thương, không chịu nhường nữa, anh bắt đầu phản công lại, hỗn chiến diễn ra ác liệt. Thế rồi hai người đều rơi xuống nước, người nhện với ưu thế thân hình thon gọn đã chui vào cống nước, thoát hiểm thành công. Lúc này thằn lằn tinh phát hiện ra máy quay lén, liền tức giận và đập vỡ nó. Thôi xong, thân phận của Peter đã bị lộ, nhưng Peter cũng đã tìm ra bí mật, thằn lằn tinh chính là đồng nghiệp cũ của bố anh, tên là Connor. Thì ra ngày xưa bố Peter cùng Connor cùng nhau làm thí nghiệm gen đột biến, nếu như thành công thì xương gãy có thể tự tái tạo, con người sẽ không phải chịu những cơn đau từ bệnh tật. Nhưng sau khi bố Peter mất, chẳng còn ai quan tâm đến nghiên cứu này nữa. Lúc đầu vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của bố, nên anh mới đột nhập vào phòng thí nghiệm. Peter liền nhớ ra cuốn sổ ghi chép của bố mình, phát hiện ra công thức thần thánh, thuật toán phân rã. Nhờ có Peter giúp đỡ, Connor đã cấy ghép thành công gen tái sinh từ thằn lằn trên cơ thể con chuột. Nhờ công thức thần thánh, xương gãy trên cơ thể con chuột đã được tái tạo. Peter và tiến sĩ mừng rỡ vì nghiên cứu gen mới đã thành công, nhưng chẳng được bao lâu, công ty yêu cầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, tìm cách dụ dỗ ngày càng nhiều chuột bạch. Nhưng tiến sĩ Connor từ chối, phía công ty lập tức hủy hợp tác và yêu cầu ông dọn khỏi đây. Không còn cách nào khác, ông đành thử nghiệm trên chính cơ thể mình. Vài tiếng sau Connor tỉnh lại, phát hiện thuốc thực sự có tác dụng đối với loài người, liền gọi điện cho đại diện công ty. Một lát sau ngón tay ông đột nhiên biến thành móng vuốt, khuôn mặt xuất hiện lớp da xấu xí. Cứ như thế, Connor dần mất đi lý trí, biến thành thằn lằn tinh. Lúc này đại ác nhân thằn lằn tìm tới trường học, định giết chết người nhện. Học sinh thấy thế chạy toán loạn.
Peter mặc đồ chuyên dụng, đánh nhau với thần lằn tinh, đại chiến ác liệt. Nhưng đến nửa chừng thì không thấy thần lằn tinh đâu nữa. Người nhện men theo dòng nước tìm tới hang ổ của thần lằn, mới phát hiện ra kế hoạch nham hiểm, muốn biến hết người dân trong khu phố thành đại ác nhân thần lằn. Này thần lằn tinh mang theo toàn bộ số thuốc rời khỏi hang ổ, ra tới cửa thì gặp cảnh sát bao vây, súng bắn lia lịa khiến nó ngã xuống. Thần lằn tinh giả vờ bị thương, chết tiệt, thì ra là cái bẫy. Thần lằn tinh phát tán số thuốc độc, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều biến thành thần lằn. Sau đó hắn muốn mang số thuốc lên tầng thượng, phát tán thuốc trên diện rộng, hại người dân toàn thành phố biến dạng. Lúc đó Quen đang trong phòng thí nghiệm chế tạo thuốc giải độc, còn người nhện cũng bay về phía tầng thượng tìm cách ngăn chặn thần lằn tinh, nhưng trên đường đi thì dính phục kích. Thì ra là hành động từ phía cảnh sát, không chỉ muốn tóm gọn thần lằn tinh mà ngay cả người nhện Peter cũng là mục tiêu của họ. Cảnh sát trưởng bước lên tháo mặt nạ của người nhện. Lúc này người nhện lợi dụng sơ hở tìm cơ hội phả công, nhưng cuối cùng vẫn bị khống chế. Giơ tay lên, nhanh lên. Người nhện Peter quay đầu lại, cảnh sát trưởng sững sờ, sao có thể là bạn trai của con gái ông được. Ông mềm lòng ra lệnh ngừng bắn để người nhện có cơ hội tẩu thoát. Peter lao về phía trước nhưng cũng là ngõ cụt, làm sao có thể leo lên tầng thượng được. Lúc này cha đứa trẻ mà Peter từng cứu mạng biết được thông tin, lập tức huy động lực lượng tới hỗ trợ. Mọi thứ phối hợp thật ăn ý, cảnh sát giúp dẹp đường đi, trực thăng cũng từ đâu xuất hiện. Lúc này Peter là anh hùng duy nhất cứu vớt nhân loại. Anh lao nhanh về phía trước, leo lên tầng thượng một cách thuận lợi. Lúc đó thần lằn tinh đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn 2 phút nữa thuốc độc sẽ phát tán. Peter lao tới ngăn chặn, nhưng anh đã bị thương nặng từ trước, khắp nơi đều là đối thủ mạnh. Chống cự không lâu, người nhện bị thần lằn khống chế. Ngươi thật tội nghiệp, tên không cha không mẹ, không người thân thích, chỉ có một mình mà đòi chống lại ta sao? Ngươi nhầm rồi, tên đại ác nhân kia. Thời khắc quan trọng thì cảnh sát trưởng xuất hiện, ông nổ súng khống chế thần lằn, cứu người nhện khỏi nguy hiểm và lấy thuốc giải đưa cho anh. Ở đây giao cho ta, cháu mau đi đi. Peter vừa rời đi chưa lâu, thần lằn tinh hồi sức trỗi dậy tấn công cảnh sát, khiến ông bị thương nặng. Peter lúc này mang theo thuốc giải leo lên tòa tháp, tình thế cấp bách, anh nhanh chóng để thuốc giải phát huy tác dụng. Một tiếng nổ phát ra, cả bầu trời ngập trong màu khói xanh, tòa tháp bị chấn động mạnh, bất ngờ sụp đổ. Giây phút cận kề cái chết, chính Connor là người cứu Peter. Lúc này cảnh sát trưởng cũng không cầm cự được nữa, nỗi lo duy nhất trước khi chết của ông, đó là sự an nguy của con gái Quen. Ông muốn Peter hứa với ông, rời xa Quen. Trong tình huống này, Peter không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, vì anh rõ hơn ai hết, Quen ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm, rời xa mới có thể bảo vệ cô ấy. Trên con đường của người anh hùng, nhiều khi phải lựa chọn cô đơn. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi nha. Nếu như các bạn muốn thể hiện sự ủng hộ của mình với chúng tôi, thì hãy like và share cho chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim lần sau. Bye bye!